Chào mừng mọi người đến với Cúp Asia. Mình tên là Huy, Barista Trainer. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một con máy pha cà phê dùng cho gia đình đến từ Thụy Sĩ, có thương hiệu tên là Solis. Đối với con máy Solis này rất là thích hợp cho gia đình vì nhỏ, gọn và một cái giá rất là phải chăng. Solis mang đến những trải nghiệm rất là tuyệt vời cho những người dùng cho gia đình với công nghệ Green Infusion, ngâm cà phê trước khi chiết xuất, sẽ giúp cho cà phê của chúng ta có được lớp rema tốt hơn và hương vị tốt hơn. Điều mình thích nhất ở máy pha Solis này đó chính là tay cầm chiết xuất cà phê. Đây là một máy pha bán chuyên nghiệp nhưng tay cầm của nó gần như là trọng lượng tương đương với lại một máy pha chuyên nghiệp, tầm chừng 450g và đường kính 54mm. Đối với lại lưới đơn, chúng ta có thể bỏ vào trong đây 10 đến 11 gram cà phê. Và đối với lại lưới đôi, chúng ta có thể bỏ vào từ 17 đến 20 gram cà phê. Điểm tiếp theo đó chính là một hộp nước 1,7 lít rất là lớn. Đối với lại hộp nước này, chúng ta có thể pha được 50 ly cà phê espresso. Và quan trọng, phía bên trong lọc nước sẽ kèm theo một cái lọc nước của Brita. Lọc nước này rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho máy pha cà phê lọc được những cái cặn và cung cấp được khoáng chất làm tăng hương vị cho ly cà phê espresso. Điểm đặc biệt tiếp theo đó chính là đối với dòng máy pha bán chuyên của Solis, vòi đánh sữa có thể xoay 360 độ, giúp cho barista sẽ có nhiều góc độ hơn để canh được cái độ sữa của ly cappuccino hoặc là latte của chúng ta. Và quan trọng nhất đó chính là hơi đánh sữa rất là mạnh. Với cái lượng hơi lớn như thế này sẽ giúp cho những cái ly sữa của mình có cái độ sánh tốt hơn và đánh sữa nhanh hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ trải nghiệm thực tế trực tiếp chất lượng cà phê espresso pha ra bằng con máy Solis đến từ Thụy Sĩ. Đầu tiên mình sẽ dùng một lưới lọc đơn. Đối với lưới lọc này, mình sẽ bỏ cà phê từ 9 đến 11 gram và hãy xem chất lượng cà phê nó như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ lấy vào 10 gram cà phê. Rồi, chính xác là 10 gram rồi ha. Xả một ít nước trước khi pha. Và đối với con máy này thì sẽ sử dụng chế độ ủ Green Infusion sẽ giúp cho cà phê chiết xuất ra tốt hơn. Các bạn thấy một shot single espresso 10 gram, lớp rema rất là tốt. Tiếp theo là mình sẽ pha cà phê với lại lưới double. Đối với lại cái lưới double này, mình sẽ dùng cà phê từ 17 tới 20 gram. Ở đây mình sẽ dùng 20 gram cà phê và chiết xuất ra double shot espresso.
double shot espresso thể tích gần gấp đôi so với lại single. Tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu đến mọi người một điểm rất là khác biệt của máy pha cà phê Solid, đó chính là lưới lọc hai lớp. Đối với lưới lọc hai lớp này sẽ có điểm gì khác với lưới lọc một lớp thông thường? Thì nó sẽ có một duy nhất một cái lỗ nhỏ để chiết xuất ra cà phê. Thì với cái lỗ nhỏ này để chiết xuất cho cà phê á, thì tại sao mà nhà sản xuất họ làm ra cái lưới này? Đối với lại khách hàng đối tượng là sử dụng ở nhà thì đôi khi sẽ không có những cái máy xay cà phê espresso rất là chuyên nghiệp. Thì nếu như sử dụng những cái máy xay rất là phổ thông thì cái độ mịn nó sẽ không tốt cho espresso. Do đó cái lưới hai lớp này sẽ ra đời để khắc phục tình trạng cà phê sẽ tốt hơn khi mà sử dụng lưới hai lớp với độ mịn to. Sau đây mình sẽ làm thử cho mọi người xem chất lượng espresso ra như thế nào đối với lại lưới hai lớp. Ở đây mình đã có chuẩn bị một cà phê với độ mịn to hơn espresso một tí so với lại các loại cà phê thông thường. Các bạn thấy được lớp rema của một số espresso vẫn rất dày. Cuối cùng là phần mà các bạn barista hay quan tâm rất là nhiều, đó chính là vòi hơi đánh sữa. Chúng ta sẽ làm một ly cappuccino và xem thử chất lượng sữa được đánh từ máy pha cà phê Solid như thế nào. Đầu tiên mình sẽ làm một số espresso. Để có thể đánh sữa và tạo bọt thì mọi người lưu ý cần phải chuyển qua chế độ steam và đợi cho nó tầm chừng 10 giây. Sau khi có một ít khói bắt đầu đi lên thì mình sẽ xả ra một ít nước từ cái vòi hơi đánh sữa. Đợi cho máy bắt đầu đun lên. Sau khi đèn không còn chớp nữa thì chúng ta bắt đầu steam. Các bạn thấy áp suất rất là lớn.
Vệ sinh giòi sau khi tiêm. Đây là thành phẩm sau cùng khi mà pha cà phê cappuccino bằng máy pha cà phê Solid. Sau khi đánh sữa xong á, thì mình xả vòi để vệ sinh.